Thời gian gần đây, nhỏ xíu Sa đại trượng phu của nữ YouTuber Quỳnh Trần ở Nhật Bản là hero được mến mộ cực kỳ trên bởi vẻ dễ thương ngộ nghĩnh. Cậu nhóc là diễn viên phụ trong các clip nấu nướng nướng, hưởng thụ đồ ăn của mẹ, nhưng giờ đây Sa đã thành idol to bự trong lòng cư dân mạng. Khác lạ là hội chị em bỉm sữa với bộ nhận diện yêu quý hiệu là quả đầu nấm và chiếc lếm chuột Mickey. Bé Sa khiến dân tình phát cùng vì sự dễ thương khi luôn ngồi ngoan ngoãn phía sau mẹ. Bắt đầu quay video đăng lên mạng với mục đích thử đầu để chia sẻ về cuộc sống làm dâu bên Nhật, nấu nướng các món ăn quê hương để đỡ nhớ Việt Nam. Song Quỳnh Trần sinh năm 1985, ngày càng được nhiều người yêu yêu quý nhờ lối thủy tai gần gũi, tự nhiên. Cách đây một tháng, bà mẹ trẻ cũng đã chiếm được nút bạc YouTube sau khi chạm mốc hơn 1 triệu lượt theo dõi trên kênh Quỳnh Trần. Góp phần làm nên thành công đó của chị Quỳnh, phải kể đến công trạng không nhỏ tuổi của nhỏ xíu Sa đại trượng phu 3 tuổi của chị. Chỉ ngồi cạnh mẹ ăn uống rất ngoan, không bao giờ quấy phá, nhưng ai cũng xem xét nhỏ xíu Sa bởi cậu nhóc tầm thường có những biểu cảm cực kỳ ngộ nghĩnh dễ yêu quý. Những khoảnh khắc đắt giá của nhỏ xíu Sa đã gấp rút được dân mạng lưu lại, cắt ghép thành ảnh chế và các đoạn clip hài hước. Bé Sa gây sốt với trào lưu Sa chào cô chú đi con. Tuy nhiên, số đông mạng có vẻ đi quá xa khi mang nhỏ xíu Sa ra để chế những thứ lệch lạc, động chạm đến cả giới tính của nhỏ xíu, nhầm lẫn nhỏ xíu là con gái. Cùng với ảnh chế, câu nói huyền thoại của bà mẹ Quỳnh Trần Sa chào cô chú đi con cũng đang trở thành viral trend trên mạng buôn bản hội. Tuy nhiên, có lẽ dân mạng quên mất câu nói vui thôi đừng vui quá, việc chế ảnh nhỏ xíu Sa đã đi quá giới hạn khiến chị Quỳnh phải báo cáo trong lúc vừa mới đăng ngày 19 tháng 10. Các fan ngưỡng mộ cũng khá buồn và hụt hẫng khi nhỏ xíu Sa vắng tanh mặt. Nữ YouTuber triệu follow Quỳnh Trần trải lòng về việc chị rất buồn khi đại trượng phu bị lấy ra làm ảnh chế, mong dân mạng không làm nhỏ xíu Sa tổn yêu quý. Nữ YouTuber bột bạch, dạo này hình ảnh của Sa bị mọi người copy làm đủ thứ. Cô chú yêu yêu quý Sa thì cũng nên làm gì đó dễ yêu quý, chứ đừng làm những cái không tốt, vì Sa còn nhỏ tuổi. Sa chưa biết gì cả. Kênh của Sa do một mình Quỳnh làm hết. Một tháng kênh của Sa chỉ lên 1-2 video, mình không biết làm sao để mọi người không lấy hình ảnh của Sa nữa. Quỳnh chỉ nói vậy thôi, cô chú yêu yêu quý Sa thì dành cho Sa những cái bắn tim, bình luận thả tim, đừng làm những hình ảnh xấu. Những biểu cảm dễ thương đến tan chảy của nhỏ xíu Sa bên mẹ. Quỳnh Trần từng rất bất thần và hạnh phúc khi nhỏ xíu Sa chiếm được sự yêu yêu quý, dồ cập từ dân mạng, chị luôn cảm ơn mọi người đã khen ngợi nhỏ xíu. Tuy nhiên, bà mẹ nhiều người biết đến mong muốn đại trượng phu nhỏ tuổi được lớn lên một cách bình yên, mạnh khỏe và an toàn, không bị ảnh hưởng bởi sự dồ cập của dư luận. Vợ chồng Quỳnh Trần rất gian trung và phải trải qua hành trình dài đầy nước mắt mới có được nhỏ xíu Sa, nên chị không muốn nhỏ xíu bị tổn yêu quý hay bị bất cứ ai lấy con làm hình ảnh xấu.